Hi, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà món cháo cá lóc rau đắng. Trước tiên thì mình sẽ vo gạo và mình sẽ rang gạo nha cho nó thơm. Cá lóc này thì mình đã rửa sạch và chà nhớt kỹ lắm luôn rồi. Còn cái đây là nấm nấm đùi gà ha. Mình sẽ cắt thành miếng nhỏ nhỏ mỏng mỏng. Cháo nó đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho cá vô đây. Rồi mình sẽ nêm vô đây một chút xíu hạt nêm với lại bột ngọt nha, cho cái thịt cá nó ngon. Tiếp theo thì mình sẽ phi phi hành tím lên, phi cho nó thơm để lát mình bỏ vào cháo ha. Rồi mình sẽ xào cái nấm đùi gà này. Mình thấy cái này nó rẻ tiền và nó ngon hơn nấm rơm mọi người. Mình mua nửa ký là 25.000. Rồi bây giờ mình sẽ xào cái này lên cho nó chín nha, để lát mình bỏ vô cháo. Cháo đã chín rồi nè, mình sẽ cho nấm đùi gà này vô cháo ha. Rồi cá cũng đã chín rồi, bây giờ thì mình sẽ gấp cá này ra. Nếu mình không gấp ra, mình để vô trong nồi cháo luôn nó sẽ bị nhừ á ha mọi người. Mình gấp ra vậy nè, ăn cháo rồi mình chấm với nước mắm mặn rất là ngon. Mình thì thích như vậy á. Rồi bây giờ mình sẽ nêm lại nồi cháo một lần nữa ha. Miếng muối, bột ngọt, hạt nêm, nêm sao cho hợp khẩu vị của gia đình các bạn là được ha. Rồi mình sẽ cho vô cái nồi gì nhỏ. Rồi mình sẽ cho lá hành, rồi hành tím vô. Vậy là mình đã làm xong cái món cháo cá lóc rau đắng đắt rồi nè mọi người ơi. Ăn cái món này nó rất tốt cho sức khỏe và nó giải độc gan nữa nha. Nhất là rau đắng đắt á, ăn nó rất là tốt và nó rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye và chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.